Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với N1 và đã ở khoảng tầm 1 năm kể từ khi tôi đăng cái video hướng dẫn cài mod trong Dead Cells cho bản crack này, thì kể cho PC nhá, chứ điện thoại là không làm nữa đâu. Nói lại rồi đấy, điện thoại các bạn không cần phải mod đâu, các bạn cứ gọi là tải cái gì mà vô hạn tiền, vô hạn vàng, vô hạn sale đấy, xong rồi đam siêu to khổng lồ đấy, các bạn chơi với các bạn đấy. Còn chúng tôi trên máy tính khác thì cảm ơn các bạn vì khoảng 14.000 view này nha các bạn nhá, 14.000 view trước giờ cảm ơn các bạn luôn, nhưng mà các bạn xem chúa rất là nhiều này, rất là khó chịu luôn anh em ạ, thì phải cay vậy. Và nhân tiện thì mình muốn gọi là mình đã lập một kênh mới ở đây này, để kênh TN này, từ để thì mạng này như cái cờ các bạn cay lắm. Đây là cái kênh TN đã được khá nhiều người ủng hộ các bạn ạ, bây giờ được 46 người rồi. Ở đây chúng tôi sẽ đăng những cái thứ kiểu bị ẩn rồi nọ kia ấy. Quan trọng là vấn đề hiện tại bây giờ là của kênh tôi hiện tại là bây giờ là nó chưa có gọi là cái gì nhạc, đúng rồi, cái nhạc nào nó kiểu ra hồn ấy. Trên Epidemic Sound như lại bản quyền lại đòi tiền cơ, chúng tôi nghèo lắm, làm gì có tiền đâu, nên là các bạn dáng cái ủng hộ giúp chúng mình nhá. Sớm được 100 người đăng ký cũng được rồi, 1.000 rồi, sau này mình sẽ phát triển mạnh gần đây, chứ kênh này thì mình không còn tâm huyết lắm, bởi vì các bạn không có mấy người ủng hộ mình nữa, hơi là buồn nhá. Thì ok, mình hơi lạc đề rồi, nó sẽ trở lại với cái chủ đề hôm nay. Thì bây giờ nhá, mình sẽ lên lại trang Steamworks download shop downloader.io này. Thì cái video này thì nó vẫn sẽ là cái kiểu dịch bệnh chết 2 này, Steam for Chat 2 này. Ok, mình nhầm tí. Bây giờ hãy cùng nhau trở lại với Steam Workshop. Thì ở cái Steam Workshop này này, rồi mình tính nào xem loát này này. Đấy, ở đây nó sẽ là trang mà kiểu tạo mod của người dùng ấy, kiểu người chơi đấy, chơi game mà tạo mod. Thì mình sẽ làm lại mọi bước như mọi lần trước mình đã làm thôi. Mình sẽ gọi Dead Cells vào đây, bởi vì mình chơi Dead Cells mà. Các bạn cũng xem video này vì tải mod Dead Cells, chứ tôi nghĩ các bạn cũng chả quan tâm với khác đâu. Đây, sẽ có một đống mod nữa ở đây. Thì cái điều đầu tiên trước khi mà cài mod ấy, thì các bạn đảm bảo là các bạn phải có cho mình được cái bản crack mới nhất nha các bạn. Ok, đây thì ở đây mình có gọi là đấy, đây ở đây thì mình đã có một cái phiên bản 30.4 Discord DLC cho bản crack của Steam Unlocked. Cái này thì mình khuyên các bạn là không nên tải nhá, bởi vì tải cái này ấy thì đôi khi nó sẽ lần các bạn đến mấy cái trang có virus đấy, là các bạn chơi cái này thì một là dùng VPN để tải hay là gì thôi, còn không thì bỏ tôi làm cho bạch cho, để tôi làm cho bạch cho. Ok, thì bản này này, cái bản này tôi để tự tin anh em là crack 100% anh em. Ok, sẽ mở đây anh em, mở rất là lag mọi người ạ, nó rất lag chịu thôi, bởi vì camtasia tôi không thể muốn nó mượt được. Bạn này có virus hay không thì tôi nghĩ là người Việt Nam thì cũng không quan tâm nhiều lắm đâu, chả ai quan tâm cái đấy cả. Kiểu mấy ông kiểu làm nội dung như tôi thì hơi lo thôi. Ok, đây bạn này thì gọi là mới nhất, xếp sủng không có luôn, nên là chơi được 100% nha các mọi người. Và cái phần đặc biệt rồi mình sẽ phát cái nhạc đi á, multi an luôn này. Ok, đầu tiên là một gameplay. Gameplay thì các bạn nhớ là các bạn phải active the mode interface này, các bạn phải làm cái điều này nha các bạn. Bạn GOG không ngờ có cái active the mode interface, các bạn sẽ click vào dòng này cho mình. Ok chưa đấy, ok chưa đấy, nên là xong rồi. Bạn này cũng có đầy đủ DLC nha các bạn. Được rồi, đây giờ Queen DLC đã cài đặt này, mọi DLC đều cài đặt được và các bạn là chơi đồ cách bình thường. Đây có thể nó gần như phiên bản mới nhất rồi, được cập nhật tháng 8 này, và các mod thì nó vẫn sẽ hỗ trợ những phiên bản kiểu này thôi. Đấy, mình sẽ quit game thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm lại một lần cho các bạn nữa xem này. Thì bây giờ các bạn hãy tìm một cái link mod bất kỳ mà các bạn phải đảm bảo nó hỗ trợ nhá, bởi vì các mod này là sẽ có thằng nó sẽ cập nhật lên, nhưng có thằng nó lười cập nhật lắm, nó không cập nhật đâu. Ok chưa? Thì ở đây mình sẽ có vài cái mod này, Có cái mod nó sẽ dùng trong phiên bản 29, 28 hoặc là 10 bản 1. Mấy ấy, cũ luôn đấy. Thì đây như bản này, mod cho 2.7 thì các bạn không nên xài bản này nhá, không được, không xài luôn đấy. Đây, King Rapier, cái này là kiểu mod cho vũ khí thôi, chắc nó vẫn sẽ dùng. Còn bây giờ thì mình sẽ dùng cái mod này luôn đi. Đấy, ở đây nó là cập nhật vào 24 tháng 8 này, bạn thấy không? Như là bạn hoàn toàn thể dùng được bản này, vì bản này hỗ trợ cho bản 3.0, các bạn sẽ dùng được. Về đấy, các bạn sẽ dán cái link vào đây, ở cái trang này để tải mod nha các bạn. Rồi, file này là tầm 863 kilobyte KB, chứ rất là nhẹ các bạn nhé. Với máy tính trên này là quá nhẹ rồi. Thì bây giờ nếu mà các bạn không tải được ấy, giờ thực sự các bạn sẽ không thể tải được nữa. Tôi đã sẽ loát lại cái trang này. Nếu như các bạn mà tải xuống nó sẽ bị cái này. Đây, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để tải file của bạn. Ok chưa? Đấy, bạn biết Steam CMD là gì không? Đấy, sau đó sẽ chỉ như này. Các bạn thấy cái này rất là rối rắm không? Nhưng mà mình sẽ chỉ các bạn luôn cho nó dễ dàng. Thì đầu tiên, oh fuck, thì đầu tiên các bạn hãy lên Steam CMD. Rồi, Steam CMD và các bạn sẽ xem như này. Các bạn có thể vào trong đây để các bạn xem hướng dẫn cài đặt luôn nhá. Một còn mình sẽ chỉ cho các bạn đơn đây, Windows Lilac này, Mac vào cùng đây. Hãy tải Steam CMD cho Windows. Các bạn theo đường liên kết này các bạn tải này, một cái file như này. Và này rất là nhẹ, các bạn chỉ tập khoảng mấy một mê gì thôi. Cái này nó kiểu như cái file cài đặt đấy các bạn. Rồi Win ra, kệ mẹ mày, tao sẽ vào nó. Ok, mình tạo một lần luôn. Nhưng mình hai cái chết. Ok, đang kiểm tra bằng như này. Nó sẽ giải nén cái file này ra mà nó sẽ bắt đầu cài đặt cho các bạn. Các bạn có thể thấy là các dòng đăng tải nó chạy này. Tôi không biết cái này có phải cần mạng không, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nên dùng mạng, dùng wifi ấy để có thể cài đặt cái file này. Biết đâu nó không, biết đâu nó lại gì thì sao, lại không có mạng không tải được thì sao. Ok, đấy, 100 chưa. Rồi nó sẽ tiếp tục xuất tiếp. Các bạn cứ đợi đi, đợi khi nào mà không còn cái bóng mặt trời thì đợi tiếp, chung cũng nhanh thôi mọi người. Đấy, các bạn cứ ấn Enter này. Đấy, lại bắt đầu đăng ký thành công, đang mở. Đấy, ok, như vậy mới là cài đặt thành công rồi. Tài quyết gửi thoát. Ok, nói chung là hiện tại là các bạn đã Steam API và các thứ này, nhưng mà là các bạn đã cập nhật thành công rồi. Các bạn cần làm là thoát ra thôi. Ok, nó sẽ để đầu tiên nó sẽ tự thoát các bạn. Đây, file TMC đã được chỉnh sửa. Bạn muốn cập nhật chung không? Bây giờ nó sẽ bắt đầu là tung một đống loại file ra các bạn nhé. Ok đấy, các bạn thấy không? Đấy, còn ấn tiếp này để cập nhật luôn này. Sau cái này để các bạn lưu dữ liệu lại thì các bạn nhớ là phải bấm Z nha các bạn nha. Bấm Z đấy, đừng bấm đâu. Bấm đâu nó sẽ tự mất đấy. Đó lúc nó xem gì này thôi. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trở lại với Steam CMD một lần nữa. Okay. Rồi, nó bắt đầu này. Và các bạn lên nhá, đây sẽ là cái thư mục mà các bạn sẽ dùng để lưu đây là thư mục này các bạn sẽ sử dụng nó để có thể tìm kiếm file mode nha các bạn. Thì cái N11 này là cái ở tên máy tính, tên của user ấy, đây user sau đây là N11 này, còn tên máy tính của các bạn có thể là Windows, xong rồi là user hay là HP hay là gì ấy, nói chung là rất là nhiều loại. Ok đây, mình sẽ một lần nữa. Rồi đây, ở vòng Steam này các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Steam của các bạn nhé, tạo với cái tài khoản Steam rồi các bạn tạo cái tài khoản Steam ấy, nó miễn phí nên là các bạn có thể tạo thoải mái, các bạn chả sợ bố con nào cả, cứ tạo đi. Ok, đầu tiên họ sẽ nhập tiền tài khoản của các bạn này. Ok, sau khi nhập xong nhá thì các bạn hãy nhập mật khẩu thì mình xin phép chia đi cho mọi người. Ở đây this computer chưa được xác minh bởi Steamworks thì cái chung cái này kiểu là mã xác minh các bạn ạ. Cái gọi này vào Gmail cho mình để các bạn gọi là xác minh cho các bạn, nó sẽ kiểu lấy một cái mã. Đây Steam support đây, mình như vậy bị lag các bạn ạ. Thì nó gửi một đống thôi này. Đây, ở đây thì các bạn hãy ok mình đang làm mấy cái trước đấy rồi. Rồi, mình sẽ lấy một code ở đây. Là QH9 này. Đây, đó, đây. Nhập cái mã này các bạn dán vào đây. Tôi dán thế thôi. Đếm lúc cho bạn, đếm lúc có xem tự vào. Đấy, non quay tinh này, đấy, đang đợi này, kiểu loát các thứ vào. Ok, thành công rồi. Chúng ta đã vào và việc bạn đã làm bây giờ là trở lại cái trang này. Rồi, click here to copy. Hãy code cái dòng này vào Steam CMD này. Rồi, làm thế nha các bạn. Rồi đây. Đấy. Ok, đó đang tải item 2825084.702 này. Các bạn đợi một lúc đó tải. Rồi thành công. Nó sẽ đưa một cái đường link thư mục vào đây để bạn có thể truy cập vào cái trang này thì ok đơn giản thế thôi. Nói chung là các bạn hãy cứ tìm một Steam app này, một cái shop này, content này, đấy. Cái này thì các bạn bắt buộc là phải tự vào trong cái thư mục tính của cái gốc này luôn này. Các bạn hãy tìm cho mình cái user để đời tên máy tính của mình để N11, ok chưa? Nha, còn ở app data, cái app data này là thư mục ẩn đấy các bạn. Các bạn cái video này không dạy để các bạn mở cái thư mục này kiểu gì. Các bạn muốn biết thì tự lên Google nhá. Đấy, local này. Và các bạn sẽ tìm cho mình cái gọi là từ rồi. Đây. Chèm đúng không? Chèm cái gì? Đây. Đấy, ở đây nó có ra này. Trong đây có rất nhiều thư mục file của máy các bạn ạ. Mình nghĩ là mình không muốn động vào mấy cái này nhiều lắm. Thì chút ra 167676 không? Từ xem nào. Mắt mình cứ nén né này. Nha. Quá chịu thật sự. Đây 16978 đây. Ok. Các bạn vào dòng Steam app, vào workshop, vào content này. Ok, đây như này. Và các bạn đã có một cái file như thế này. Preview đây nhá. Xem mở các file preview lên để cho bạn xem được đúng mốt mà mình vừa tìm không. Đấy, đúng không? Đúng không? Đúng luôn các bạn ạ. Ok. Bây giờ việc đơn giản là các bạn hãy copy cái thư mục này vào cái gọi là file game mà thì thôi. Mình sẽ bấm nút copy. À không. Trước khi bấm nút copy thì mình vẫn làm cho cái video cũ các bạn ạ. Cứ làm như kiểu video cũ rồi. Đấy, các bạn hãy đổi thành res 1. Bởi vì trong thư mục game chưa có file res ấy. Nếu để thế nó sẽ bị trùng. Bạn muốn lập bao nhiêu mode thì cái mode đầu tiên nó sẽ là 1 rồi 2, 3, 4, 5, 6, 10 cái cũng được. Nhưng mà để liều nó bị lag các bạn nhá. Có những mode nó còn không phù hợp để sử dụng cùng một lúc với nhau cơ. Nên là các bạn phải chú ý. Cái này thì crack các bạn không thể biết được đâu. Được chưa? Mình đây. Nói chung là cái file. Ok, vào đây chúng ta sẽ cùng nhau cái REST.1 vào đây. Đó, đọc cái file này rồi, chỉ 6 KB thôi. Mà tôi biết nó là cả bầu trời của các bạn mà. Bắt mẹ đi, không cần đâu các bạn. Nghĩ không cần đâu. Hết win ra rồi. Cái này đúng tắt. Tắt luôn. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ mở Dead Cells này lên thôi. File rất là lag các bạn ạ. Thực sự quay nó rất là lag, các bạn thông cảm cho mình. À rồi, các bạn sẽ tự tạo một cái file xếp mới và xong. Tôi chỉ đơn giản là thế thôi. Để tắt nhạc không? Mình sẽ bật nhạc lên cho nó. Điên, ok. Đấy. Ở đây thì cái file xếp này nó không có các bạn ạ. Nên là mình không thể test cái kiếm kia cho các bạn được. Mình sao, tại sao mình thể quên mất cái điều đấy vậy các bạn nhỉ? Ok, còn đợi tí mình lấy lại file cho vào đây nhá. Ok, mình trở lại đây và mình đã có file save rồi. Ok, được, tạo một cái file save thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mang cái King Rapier. Đây, con cung này, đây là cái kiếm này. Đấy. Cứ không có hiện ở đây đâu. Các bạn cứ nhập bình thường thôi. Crack thì hiện sao được. Các bạn cứ bấm start a new game này. Bởi vì có mút thì nó sẽ chạy một bình thường nha các bạn nhé. Không có mút nó chạy bó nhanh lắm. Đấy. Mãi sau mới chịu chạy cơ. Với cả còn nhiều bản nó sẽ bị kiểu lỗi này rồi crash game và các thứ. Nói chung là nó rất là kiểu bất tiện ấy. Nên mình khuyên các bạn nên là chọn các loại mút nó nhìn nó phù hợp với nhau một tí nhá. Kiểu bạn như kiểu là bạn không thể add hai cái, bạn không thể thêm hai cái mút trust vào cùng một lúc được. Bạn chỉ cho được một cái vào thôi. Và về video Bootstrap ở cái phiên bản mới ấy, các bạn alpha thì mình sẽ trải nghiệm nó sau. Còn hiện tại thì mình không rảnh cho lắm. Đấy. Ôi. Wow. Đấy, nó rất là lag. Chỉ lag thôi. Đấy. Đấy. Đấy, ok, tôi giải đến thôi. Và video mình cũng đến đây là hết rồi. Các bạn thấy video hữu ích thì để lại một like, một đăng ký kênh cho cả tên là và N11 nhá. Ok các bạn, rồi các bạn.